nha, đừng gặp tớ. Ai ôi, phải đi mạnh cho tên Paris mới được, tớ sợ cua lắm. Thế cũng biết nữa, rủ Doraemon đi bắt cua mãi mà chẳng thấy đâu, thấy bảo là sợ cua. Ai đời Doraemon thông minh như thế, sức mạnh như thế mà đi sợ con cua các bạn nhỉ? Tân Paris ơi, tớ nhìn thấy một đàn cua to ngoài kia, tớ sợ lắm. Cái gì? Cậu nói sao? Cậu nhìn thấy một đàn cua? Ui giời ơi, cua mà cũng sợ. Tân Paris đang tính rủ cậu với lại các bạn khán giả của anh Tân Paris đi bắt cua đây này. Thế đàn cua ở đâu? Chỉ chỗ cho tớ, tớ với cậu ra cùng ra bắt, không sợ đâu. Ở ngoài kia kìa, đi theo tớ. À đây à Doraemon ơi. Ôi, cũng có khá nhiều cua đấy. Các bạn ơi, các bạn ra đây bắt cua với mình nhá. Không sợ cua cắp đâu, nhìn tớ này. Tớ biết cách bắt các bạn ạ. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn tớ bắt đây này. Các bạn cầm vào phía này nhá, thì con cua không bao giờ cắp được mình. Đấy các bạn nhìn này, cái càng cua đáng sợ chưa? Càng cua này đừng bạn nào để bị cắp vào tay đau lắm. Đấy. Thấy chưa? Tớ bắt cua giỏi không các bạn ơi? Đấy. Cua to đến mấy nhá, tớ cứ cầm ngang như thế này không bao giờ cua bắt được, cắp được tớ đâu. Đây này. Đây, đứng lại bạn cua này. Đứng lại, chạy đâu đây. Cua bắt được bạn cua này rồi. Ấy các bạn nhìn này, càng của bạn cua to chưa? Đây nữa này. Ôi, đây nữa. Còn hai bạn cua nữa là hết rồi. Ôi, các bạn ơi, thành quả của tớ bắt được nhiều cua chưa? Thế Doraemon ơi, có mỗi bằng này thôi à? Không phải đâu Tân Paris ơi, còn nhiều cua lắm. Chắc là các bạn cua chạy đi khắp nơi rồi. Thế nào cậu bảo là nhiều cua lắm, chứ tớ thấy chỗ này cũng chưa nhiều lắm đâu. Thế thì chắc là các bạn cua chạy đi ở khắp quanh quanh đây rồi. Bây giờ nhá, tớ sẽ dạy cậu bắt cua, tớ với cậu cùng bắt nhá. Đi. Chỗ này không biết có con cua nào không nhờ. Ui trời ơi, có hai con cua mà không sợ. Bây giờ nhá, tớ sẽ bắt một con, cậu sẽ bắt một con, để tớ dạy cho cách bắt. Đây này, nhìn tớ đây này. Bắt cua ấy là cậu phải cầm một cái mai của con cua, cậu cầm ngang như tớ đây này, cậu nhìn nhá. Đây này, cầm vào như thế này này. Đấy thì con cua nó không cắp được mình đâu, cậu thấy chưa? Bây giờ nhá, cậu bắt thử một con cua này cho tớ xem nào. Dễ mà. Thật không đấy, tớ làm cho cậu một lần, nếu mà tớ bị cắp thì tớ bắt đền cậu đấy. Ây ôi, tớ chờ cắp nam. Tớ bắt được con cua thật rồi đấy Tân Paris ơi. Đúng là làm theo cách của Tân Paris thì cua không cắp mình đâu. Bây giờ nhá, tớ sẽ tìm ở khu vườn bên này, Doraemon sẽ tìm ở khu vườn bên kia, xem là các bạn cua có chạy trốn vào trong đây không nhá. Đi cùng với tớ. Khu vườn này rộng quá các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, nhìn này. Ở đây có một bạn cua ngụy trang này các bạn ơi, nhìn thấy chưa? Ấy, để tớ bắt bạn này lên cho các bạn xem. Bạn cua này ngụy trang ở trong cỏ, cuối cùng cũng về đội của Tân Paris. Đi tìm tiếp các bạn ạ. Ơi, ra đây cái gì cho nhẹ thôi. Bạn ơi, nhìn này, ở đây có một bạn cua đang ngụy trang ở dưới cái lớp giấy bóng này này. Bây giờ tôi sẽ kéo lớp giấy bóng này ra nhá. Bắt được rồi nhá. Bạn cua này ngụy trang ở dưới cái lớp giấy bóng này các bạn ạ. Hai bạn cua rồi, tôi sẽ đi tìm tiếp xem còn bạn cua nào nữa không. Đây tôi vừa nghe cái tiếng động sột soạt. Ô các bạn ơi, nhìn này các bạn ơi, cái bạn cua này nhá, lưng của bạn ấy màu rất giống màu đất, bạn ấy đang ngụy trang ở đây này các bạn này. Bắt được bạn cua nữa này. Ok. Hôm nay tớ bắt được khá là nhiều cua rồi đấy, không biết là tình hình của Doraemon thế nào rồi. Tân Paris giao nhiệm vụ cho mình tìm cua ở trong khu vực này để mình xem là các bạn cua nấp ở chỗ nào nào. Ở đây các bạn ơi, các bạn nhìn này, một bạn cua leo ngang cái vách vực này trông này các bạn ơi.
Pokemon tuy sợ thua nhưng biết cách bắt rồi. Bắt được một con rồi. Nhìn xem. Cái đường ống này tôi lại nhìn thấy một bạn thua nữa này các bạn ơi. Nhìn bạn ấy ẩn nấp ở dưới đây này. Chỉ bị cua cắp. Thế mà tớ cũng bắt được thêm một bạn cua nữa rồi đấy các bạn ạ. Tớ thấy các bạn cua hay ẩn nấp ở những cái chỗ mà khó nhìn lắm. Hình như ở đây có một bạn nữa này các bạn ơi. Đúng là bạn cua thật này. Các bạn thấy cái càng của bạn cua này có to không? Đấy, các bạn thấy thành quả của tớ cũng bắt được nhiều rồi đây này. Đấy, các bạn nhìn nha đấy. Bây giờ tôi mang về từ khoe với Tân Paris xem là ai bắt được nhiều cua hơn nha. Vậy là thành quả của mình đây này các bạn này. Sau một ngày nhá, mình bắt được cực kỳ là nhiều cua luôn. Toàn bạn cua to khỏe luôn. Bây giờ mình sẽ về khoe với mẹ của Tân Paris nha các bạn nhá. Cái gì thế này? Đêm nào là mắt mình bị mờ. Đây là cua. Làm gì mà có con cua nào mà to được như thế này các bạn nhở? Như kiểu là cua quái vật ấy. Đúng là một con cua khổng lồ. Xong màu nó thì đỏ lom lên. Ui dồi ôi. Nó định làm gì mình ấy? Như kiểu là nó định tấn công mình bởi vì là mình bắt đồng loại của nó hay sao ấy? Không ổn rồi các bạn ơi. Cua này càng nó cứng lắm. Tân Paris không chiến đấu lại được. Chạy. May quá các bạn ơi. Tên cua khổng lồ không nhìn thấy mình nấp vào cột điện này. Gì nó giật cả mình. Ui giời. Cứ tưởng là vớ được một con cua khổng lồ nữa. Hóa ra chỉ là một con cua nhựa đồ chơi. Như chả con cua nhựa này trông như thật đấy các bạn nhở. Đấy, ui dồi ôi, cũng có hai cái càng này, hai cái mắt to chưa. Ui dồi ôi. Ở dưới đây có một bộ đồ chơi nữa này các bạn ơi. Ui cha, ở chỗ mình nấp tự nhiên mình chơi lại vớ được hai bộ đồ chơi này. Thử mang xem đây là bộ đồ chơi gì nhở. Ui cha, nhìn ảnh bên ngoài thì tôi thấy là giống như kiểu là một chiếc ô tô phát sáng ấy các bạn ạ. Đẹp thật. Bây giờ nhá, tớ sẽ mở cái bộ đồ chơi này ra các bạn ạ. Xem bên trong là chiếc xe gì nha các bạn nhá. Ui dồi ôi, xem nào. Ui dồi, bộ đồ chơi này lắm thứ thế nhờ. Ui dồi ôi. Ô, đây là bộ đồ chơi điều khiển các bạn ơi. Cái điều khiển này trông có ngầu không? Đấy, cả màu đỏ, cả màu đen luôn này. Đấy, điều khiển lên, xuống này, sang trái, sang phải đầy đủ hết. Ui, còn đây là nhân vật chính các bạn ơi. Chiếc xe ô tô này đẹp chưa? Bên trong nó bao nhiêu là bánh răng nhìn ngầu cực. Đây này. Đấy chưa, khi mình đẩy bạn nó đi nha, bánh răng xoay đẹp cực kỳ luôn. Đấy, còn bao nhiêu là bóng đèn nữa cơ. Cái này á, nếu mà ban đêm nó chắc là phát sáng nhiều cực. Để nó bật thử lên xem nào. Ấy, đúng như tôi nói chưa, các bạn thấy nhiều bóng đèn sáng này các bạn này. Thấy chưa, đẹp nhờ. Đấy, bây giờ tôi điều khiển thử các bạn ô tô này xem là bạn ấy có chậm được không nữa các bạn nhá. Các bạn nhìn này. Nào. Tiến này. Lùi này, ui các bạn ơi. Khi mà chiếc ô tô này chạy nhá, cái bánh răng xoay hết là đẹp chưa này. Ấy, ấy chưa. Đẹp chưa các bạn ơi. Này, đấy, đẹp chưa này, ôi trời ơi.